Xin giới thiệu với mọi người, đây là hệ thống một mô hình thu nhỏ của hệ thống Smart Home, hệ thống nhà thông minh do công ty BKV Smart Home, một công ty thành viên của BKV thực hiện. Hệ thống Smart Home là một hệ thống nhà thông minh với sự kết nối của tất cả các thiết bị, bao gồm các thiết bị điều khiển đèn, điều khiển TV, điều khiển rèm mành. Toàn bộ sơ đồ của tòa nhà sẽ được hiển thị trên màn hình điều khiển. Ở trên màn hình điều khiển này, chúng ta có thể dễ dàng điều khiển các cái kịch bản hoạt động của tòa nhà. Ví dụ như chúng ta chọn các kịch bản xem phim ảnh. Thì thay vì với một ngôi nhà bình thường thì chúng ta phải kéo rèm lại, tắt bớt đèn đi để chúng ta thưởng thức phim ảnh, thì chúng ta chỉ cần chuyển dùng một chức năng, đó là chuyển hệ thống sang môi trường phim ảnh. Thì khi đấy hệ thống hiểu phải chuyển toàn bộ các cái thiết bị trong nhà sang môi trường xem phim ảnh, đó là kéo các rèm lại, tắt các đèn đi và giảm đèn hắt ở trên phía màn hình TV. Chúng ta có thể thưởng thức phim ảnh xong. Ngoài ra thì hệ thống còn có các cái chế độ hoạt động khác. Ví dụ ở đây chúng ta đang quan sát thấy là hệ thống đang hoạt động ở với một cái môi trường rực rỡ, thì ánh sáng rất là sáng sủa và các cái hệ thống rèm mành đều được mở ra. Với chế độ an ninh thì khi mà có phát hiện có người đột nhập, đèn sẽ được bật lên, thì hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ là lưu camera lại và thông báo cho chủ nhà, thông báo cho các số điện thoại chúng ta đã đăng ký trong cài đặt trong hệ thống. Thì ngoài ra, việc điều khiển thông qua một thiết bị tablet thì chúng ta có thể cài đặt phần mềm để điều khiển trên điện thoại di động. Với thiết bị điện thoại di động, chúng ta cài phần mềm thì chúng ta có thể điều khiển hệ thống tòa nhà hay theo dõi tòa nhà ở bất cứ đâu thông qua kết nối từ đơn giản như SMS tới GPRS, 3G hay Wi-Fi.